1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, xoay một vòng, nào, chú ý ánh mắt. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp tục đi, tiên sinh thật ngại quá, giờ chúng tôi còn chưa mở cửa, dẹp anh đi. 2, 2, 3, 4, được rồi, rất tốt. Các cô nghỉ một chút đi. Anh đến còn sớm hơn cả chúng tôi đi làm nữa đấy. Anh Tam, anh tới ăn hay là thuê phòng đây? Sao anh không nói gì đi? Hôm nay tâm trạng của anh Tam không được tốt. Không phải là gặp ma giữa ban ngày đấy chứ? Mang rượu thịt lên cho tôi. Ai biết được anh muốn ăn cái gì chứ? Cái gì đắt thì mang lên hết. Rốt cuộc là làm sao vậy? Chị đừng hỏi nữa, mau mang đồ lên cho anh Tam đi. Anh Tam, em gọi nghe thuận miệng quá nhỉ? Điền Đại Lâm, tại sao anh nghỉ việc? Có phải là trốn em không? Lương Tiểu Thư, sau này cô đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp rắc rối. Anh đợi chút. Em muốn cho anh xem thứ này. Tôi không muốn xem. Anh đợi đã nào. Anh qua đây. Qua đây, chỉ xem một cái thôi. Cô điên rồi sao? Thứ này ở đâu ra đấy? Em mua. Em nói anh nghe, anh cứ dạy hết bản lĩnh của mình cho em đi, rồi chúng ta cắt đứt quan hệ, sau này không bao giờ gặp nhau nữa. Cô đang tự tìm cái chết đấy biết không? Anh sợ chết chứ em không sợ. Đi, lên xe. Em đưa anh tới một nơi. Tôi không đi. Đi theo em đi. Đây là chút tấm lòng của nhà hàng, ngài mang về từ từ nếm thử. Cảm ơn anh. Quan nhân lần sau ghé lại. Anh Koizumi, chuyện hôm nay thiệt thòi cho anh quá rồi. Có thể được phu nhân tin tưởng, đó là vinh hạnh của tôi. Anh làm việc đi, tôi có chuyện phải ra ngoài một chút. Việc làm ăn trong tiệm giao lại cho anh đấy. Được, bà yên tâm đi. Được rồi, mọi người làm việc đi, giải tán cả đi. Đi hết đi. Anh định cảm ơn tôi thế nào đây? Tạ ơn trời đất. Tôi còn tưởng hôm nay cô sẽ bán đứng anh sao? Tôi thiếu trượng nghĩa vậy sao? Lần này thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Anh định cảm ơn tôi thế nào? Hay là tôi lấy cô nhé? Anh đừng tưởng tôi không biết. Anh đang nhắm vào bà chủ đấy. Bà ấy sao? Điều chạy nước ra ấy à? Ngày nào tôi cũng phải nhịn mà nịnh bà ấy. Vậy được. Mà sau này tôi gọi anh là cô Izumi hay là cô Bayashi đây? Tất nhiên là cô Izumi. Tôi chính là cô Izumi. Cô Izumi chính là tôi. Tôi hiểu rồi. Thế nào? Giờ thì anh biết thế nào là châu chấu đừng đá xe chưa? Anh trai, hôm nay anh rất lợi hại. Tôi xin cam bái hạ phong. Nhưng mà ngày tháng còn dài, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Anh không phục phải không? Tôi cho anh biết, anh là đồ vong ân phụ nghĩa. Hôm nay nếu không nhờ tôi ngăn, anh đã tiêu đời rồi. Sự thật luôn chỉ có một, giả không bao giờ thành thật được. Hãy
giấy thông hành. Cho qua. Xem anh sợ chưa kìa. Hòm hòm là được rồi, không chịu thôi phải không? Ngồi xuống đi. Đây là rượu, không phải là nước. Có ai uống rượu kiểu như anh không? Đừng có quản tôi. Ít nhiều anh cũng phải ăn một chút chứ. Tiêu Chí, rốt cuộc là làm sao vậy? Ông chủ bảo anh Tam đi buôn lậu là một việc cửu tử nhất sinh đấy. Bình thường ở đây có ban nhạc, có khiêu vũ cơ mà, sao giờ yên tĩnh thế này? Có diễn đi chứ. Nguyên Tử, uống với tôi một chút. Uống với tôi một chút thì sao nào? Cô không muốn sao? Nào. Trượng Nghĩa, uống xong ly rượu này, cả đời này không biết chúng ta có gặp được nhau nữa không. Thế nào, khả năng bắn của em tiến bộ nhiều rồi phải không? Là khẩu súng tốt nhất thị trường bây giờ đấy, dễ dùng hơn loại súng hộp kia nhiều. Được rồi, hòm hòm thôi, được rồi. Cẩn thận lại dụ người Nhật đến đấy. Không sao, đây là địa bàn của cha em, không ai quản đâu. Được rồi, đi thôi. Không được, hôm nay nhất định em phải bắn hết số đạn trong súng mới mua về. Cô bắn như vậy cũng vô ích thôi. Vậy em nói xem phải làm sao? Đến đây nửa ngày rồi, anh chỉ biết đi qua đi lại. Anh đến dạy em bắn súng, hay dạy em đi đây? Đợi chút. Anh định làm gì vậy? Bắn đi. Bắn đi. Không nhắm chuẩn được chứ gì? Nó lắc như thế, anh bảo em bắn chuẩn làm sao được chứ? Dớ dẫn. Người Nhật đứng yên một chỗ, đợi cô nhắm chuẩn rồi bắn chúng hay sao? Nhắm đi. Vừa nãy cô bắn chuẩn lắm mà. Bắn đi. Anh đừng phiền em. Bắn đi. Đây mà là chiến trường, người như cô đã chết ngàn lần rồi. Người Nhật đã xông tới luôn rồi kìa. 10m, 8m, 5m. Nếu còn không bắn thì cô chết đấy. Ôi trời, không ngờ em lại có thể bắn trúng. Anh Đại Lâm, nhìn thấy chưa? Em bắn trúng rồi kìa. Được rồi, cô đã biết cách bắn súng rồi đấy. Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa nhé. Anh đợi chút, anh đừng đi mà. Đợi chút. Anh Đại Lâm, sau này chúng ta cùng nhau đi đánh giặc đi. Không có anh, em sẽ không bao giờ học được cách bắn súng. Tôi không muốn đi nộp mạng với các cô. Nhất định em sẽ khiến anh đồng ý đi đánh giặc với em. Tôi nghĩ cho anh nghĩ nhiều quá thôi. Nói không chừng sẽ không nguy hiểm tới vậy. Tôi là đồ ngốc hay sao? Ông chủ đã nói rồi, muốn ăn gì thì cứ ăn đó, muốn uống gì thì cứ uống đi. Nghĩa là sao đây? Rõ ràng là rượu tiễn biệt.
chẳng qua là tự anh nghĩ nhiều, tự mình dọa mình thôi. Quy tắc nghề này là như vậy, vừa ra ngoài thì dăm bữa nửa tháng mới về, hết lên núi rồi xuống thung lũng. Ai mà không phải cơm no rượu say rồi mới đi chứ, làm gì đơn giản như vậy. Trước đây ông chủ không cho tôi học chữ, nếu phát hiện ra tôi biết chữ thì sẽ đào hố chôn tôi luôn. Hôm nay rõ ràng ông ấy đã thấy tôi và Tiểu Chí đang viết chữ, không những không nói gì hết, còn nói với tôi cái gì mà nhân chi sơ, tính bổn thiện, nghĩa là sao đây. Rõ ràng ông ấy chẳng có ý gì tốt lành hết. Qua đây. Anh chạy đi. Chạy đi đâu? Chạy được hòa thượng có thoát được miếu hay không? Tôi chạy rồi, mẹ tôi làm sao? Hai người phải làm sao? Tôi còn chưa đi, khéo mọi người đã gặp xui xẻo rồi. Nguyên tử, tôi muốn nhờ cô một chuyện. Anh nói đi. Nếu tôi thật sự có mệnh hệ gì, cô có thời gian nhớ qua thăm mẹ tôi nhé. Còn nữa, mùng 1 với 15 hàng tháng, nhớ tới mộ của tôi, đốt giấy tiền cho tôi. Phủi phủi cái miệng của anh đi, nói toàn xui xẻo. Tôi đang đợi anh thành tam gia đấy. Không phải anh nói muốn lấy tôi làm vợ sáu hay sao? Tôi đang đợi anh chia cho tôi một căn nhà lục diện nữa kìa. Được rồi Nguyên tử, cô không cần an ủi tôi. Vậy cô thì tôi yên tâm. Cô cứ như cái cây mù u vậy, có dứt ở đâu thì cô cũng sống được thôi. Cô nói xem, hai người đó cứ ôm nhau đi tới đi lui bên cạnh cái hồ, rốt cuộc là đang khiêu vũ kiểu gì vậy chứ? Không phải cô khiêu vũ rất giỏi đó sao? Nào, dạy tôi một đoạn đi, đừng để tới lúc làm ma rồi vẫn còn quê mùa. Nào, nhanh lên, nhảy thế nào đây? Nào, tôi còn chưa chết mà, cô bày ra vẻ mặt khóc tang đó làm gì? Nào, làm vậy không hay lắm đâu. Xem ra khiêu vũ cũng đơn giản quá nhỉ. Cứ đi thế này thôi. Điền Tam Lâm, nếu như anh chết mà còn chưa đụng vào phụ nữ bao giờ, có phải là rất thiệt thòi hay không? Ông trời cũng có biết tôi chưa từng đụng vào phụ nữ đâu. Đã thế này rồi mà anh còn chém được nữa. Anh đưa tôi bỏ trốn đi. Đúng rồi, có thể trốn mà. Vậy chúng ta bỏ trốn đi. Tôi có thể dẫn theo anh trai tôi cùng trốn. Chuyện này liên quan gì tới anh trai anh chứ? Anh trai tôi sống dai lắm. Dẫn theo anh ấy, lúc bỏ trốn cứ đi theo anh ấy, nhất định không sao. Sao tôi lại quên chuyện này nhỉ? Anh trai tôi trốn được từ chiến trường về đây đấy. Nghĩ tới chuyện này, đột nhiên tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhảy tiếp đi.